Thưa quý vị, Edward trở thành cơn bão lớn đầu tiên trong năm 2014 từ Đại Tây Dương. Edward, một cơn bão cấp 2, hiện đang có nhiều khả năng trở thành cơn bão lớn đầu tiên của Đại Tây Dương trong năm 2014 khi nó bắt đầu đổ bộ vào tối nay. Tuy nhiên, theo Trung tâm Bão Quốc gia cho biết, cơn bão này sẽ không gây ra đe dọa tới đất liền, là cơn bão thứ 5 được đặt tên trong mùa bão năm nay. Edward sẽ có sức gió lên tới gần 105 dặm mỗi giờ vào tối nay và được dự báo là sẽ còn mạnh hơn khi tiến về phía Tây Bắc ra giữa Đại Tây Dương. Theo Trung tâm Bão có trụ sở tại Miami cho biết, tâm bão hiện đang nằm ở vị trí cách khoảng 720 dặm về phía đông, đông nam của Bermuda và đã di chuyển về phía Tây Bắc với tốc độ là 15 dặm mỗi giờ. Theo phát ngôn viên của Trung tâm Bão Quốc gia cho biết, bão Edward sẽ quay vòng ra biển và không gây hại tới đất liền. Hiện nay nó đang nằm ở ngoài biển xa và sẽ tiếp tục ở lại đây cho tới khi tiêu biến. Tính cho đến thời điểm hiện tại trong năm, mới chỉ có một cơn bão tại vùng biển Đại Tây Dương có tên là Arthur đổ bộ vào Hoa Kỳ. Cơn bão này là bão cấp 2 và đã xuất hiện tại Outer Banks thuộc North Carolina vào hồi đầu tháng 7. Trong dự báo tháng 8, Trung tâm Bão Quốc gia đã cho biết là nhiệt độ lạnh hơn mức trung bình ở vùng biển nhiệt đới Đại Tây Dương sẽ cản trở sự hình thành của những cơn bão lớn.